mọi người. Cái lô này là trà Phúc Kiến nha mọi người. Đó. Đế đường cao khổm lên luôn ha. Trà Phúc Kiến là nó có bông màu trắng nha anh em. Bông đây nè. Đó, bông màu trắng rất là đẹp ha. Rồi có trái luôn nha, nó trái mà đầu màu xanh. Chín của nó màu hồng, rất là đẹp. Rồi, mã số này là mã số M nha mọi người. Lô này lô M ha. Mọi người hỏi cây á, mình kèm thêm cái mã số thì em sẽ lộn cây nha mọi người. M1. Mã số là M1, trà Phúc Kiến nha, cây sống khỏe thuần chậu nha anh em. Cây có hoa, có trái luôn, rất là đẹp ha. Trái trái mới đầu xanh, màu xanh, rồi chín sẽ là màu hồng, rất là đẹp ha. Bông bông của nó màu trắng. Nè anh em vô chậu là tuyệt vời luôn ha, như là cái mẫu, cái chậu mẫu của em để nha. Đó. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Chậu nhựa ha. Mọi người có mua liên hệ với em qua số điện thoại 0788753876 nha mọi người. Mọi người đừng có nhắn tin lên cái clip này ha. Nhắn cái clip này có thể em không có thấy thì trả lời cho mọi người á. Mình liên hệ trực tiếp số điện thoại giùm em. Rồi mã số này là mã số M1. Rồi, đó chiều cao thôi. Cái viết. Rồi viết ha, mấy cái tại vì trong đây nó có nhiều nhánh nha mọi người. Nè. Em đo chiều cao ha. Chiều cao của cái cây này là 35. Chiều cao của cái đế này là 24. Rồi cái chậu nó tầm 14 thôi ha. Mã số M1. Cho lưu với mọi người là 550.000 em bao ship. M2. Cây nào hồi nãy để giữ giữ không nghe nè. Chiều cao của nó là 34. Rồi chiều cao cái bụi đế là 20. Này, nó viết nha mọi người. Tại vì trong đây nó có nhiều thân á. Rồi, cái chậu này á thì tầm 15. Mã số M2 cho coi. M2 cũng giao luôn với mọi người là 550.000 em bao ship. 550.000 bao ship nha anh em. M3 cũng một giá luôn. Đó. Đó, mã số M3. Cây rất là đẹp luôn anh em ơi. Chiều cao nó là 38. Cái đế nó là 24. Cái chậu thì 15, 16. Để cái viết lên cái ờ đó. Rồi mã số này là M3. 550.000 em bao ship cây. 550.000. Hoa nó mới vừa tàn luôn nè. Đó, hoa có trái luôn nha anh em. Rồi, M4. Cây này dán bay luôn. Đó. Đó, cái này có cổng đế nó bị đứt ngang đây nè. Đó. Đó, để cái viết cho anh em xem ha. Cổng đế này nó có bị ở dưới đây đứt nha mọi người. Về được nó sao cổng đế nó bị như vậy. Đó. Nhưng mà cây giá ok bình thường ha. Cây rất là đẹp anh em ơi. Chiều dài của thân nó là 35. Cái bộ đế nó là 18. Cái chậu thì tầm 15 nha mọi người. Chậu tầm 15 đi. Rồi mã số này là M4, 500.000 em bao ship. Rồi M4 500.000 anh em ơi, bao ship. M5. M5. Ồ, đế quá nơm luôn anh em ơi. M6. M6. Mấy cổng đế này là có cổng ngầm á, lỡ nó bị đứt đó, thì mọi người thông cảm em không thấy á. Rồi em thấy là em báo liền ha. Chiều cao của nó là 38 luôn. Rồi cái đế của nó 21. Rồi mã số này là M6 550.000. M7. Đó, cây rất là đẹp anh em ơi. Chậu này thấy hơi bự hơn chút. Với nơm xổm luôn ha. Cái chày nhẹ ngoài này ha, không sao nha. Này con cổng đế nó bị gãy nè. Dạ. Nó nhiều đế lắm á. Không dễ. Chiều cao của nó là 30. Rồi, cái đế của nó thì cao 16 nè.
Rồi. Rồi mã số này là M7 550.000 em bao ship. 550.000 bao ship anh em ơi. Cái chậu này tới 18 lần ha. Rồi M8. Cây này quá đẹp anh em ơi. Chỉ có vài cây thôi nha anh em. Chiều cao đó là 32. Cái đế đó là 19. Rồi mã số M này là M9. M8 chứ. M8. M8 nha mọi người, mã số này là M8 550.000 bao ship. 550.000 bao ship ha. Anh em mua cây cứ yên tâm đi, có ghi mã số trên cái cây chưa hả? Khó mà lộn được lắm nha anh em. Rồi mã số M9. Có cái mã số trên cái rồi, cái chậu cây luôn. Dày bóng đẹp. Vừa hoa vừa trái luôn nha anh em. Chiều cao của nó là 31. Cái bụi đế nó là 17. Nó nhét cho mọi người bự hơn chút. Rồi cái chậu nó là 14. Rồi mã số này là mã số M10 450.000 em bao ship. Rồi M10 450.000. M11. Chơi anh em về ghép đá vô cũng im nữa anh em ơi. Cao nó 35. Cái bộ đế của nó thì 22. Này anh em về ghép đá là hết chỗ chơi luôn á. Rồi 14. Cái chậu là 13, 14 nha. Rồi mã số M. 11. 11, 450.000 em bao ship. 450.000 thôi anh em ơi, bao ship luôn. M12. M12. Bông của nó màu trắng nè. Chiều cao của nó là 35. Cái này mũ đế thì nó là 14 thôi nha. Rồi, M12. 450.000 em bao ship. 450.000 bao ship luôn anh em ơi. Rồi mã số M13. Ừ này hình giống như chiếc tim. Cái này về ghép đá đẹp lắm anh em ơi. Rồi M13 500.000 em bao ship. M13 500.000 bao ship ha. Rồi mã số M14. Hàng này mới đẹp dữ nữa nè anh em ơi. Cái này nó bị chì chì ngoài này hết mùa. Nó chì chì ngoài này không sao nha. Đây khá ok. Chiều cao nó là 33. Cái bộ đế nó là 17. Rồi mã số này là mã số M14 550.000 bao ship. Rồi 550.000. M15. Đó, cây này với cây nãy mà mình mua một cặp là yên nữa ha. 14 15 giống hệt nhau đó anh em ơi. Chiều cao nó là 33. Rồi cái đế nó là 17. Cái chậu thì tầm 13 14, 14 ha. Rồi M15 550.000 em bao ship. M16. M16. Cái này dán bay ha, bộ đế cũng rất là quái luôn ha anh em. Rồi chiều cao của nó là 29. Bộ đế nó 16. M16 giao lưu với mọi người 400.000 thôi em bao ship. Rồi M16 chỉ 400.000 bao ship. M17. M17. Cái này đẹp không ạ? Chiều cao của nó là tầm 38. Bộ đế nó là 19. Rồi M17. 550.000 bao. 550.000 ha.
M18. M18. Cao là 35. Rồi cái đế nó là 19. Rồi M18. Bao ship luôn anh em ơi. Rồi M19 cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Cây này khá là đẹp nha. To nữa anh em ơi. Thằng khá to đó. Em cũng đế nó cũng to luôn. Chiều cao của nó là 30 thôi. Bộ đế nó thì 16. Cái chậu nó thì 17. Rồi M19.